cả mọi người trên vũ trụ
tu, con đừng tưởng những vị này tu mà con không tu. Cũng chính vì cái mà con không tu nữa, con đi ngang về dọc quá, cho nên hôm nay cái nghiệp cũng dính. Con không biết lý do sao con bệnh ung thư không? Không biết. Vậy con không biết là con bị bệnh ung thư thì sao? Muốn. Có những cái mà con phải biết để con đi trị bệnh. Còn có những cái mà con phải biết rõ ràng để con trị nó không lủng củng về sao nha. Vậy bây giờ cái lòng của con muốn đi chữa bệnh. Dạ muốn. Muốn. Con muốn học chim bao. Làm chim bao là sao? Con học chim bao là con về đây là con chữa bệnh cho con. Mà nói chung là hai đêm là con ngủ không được luôn. Lo. Lo là lo. Mà cha cũng có một cái lạ với con nè. Là điện thoại của cha ngày đến 100 phút vậy đó. Người ta điện vô đó. Cha không bắt máy ai hết á. Nhưng mà sau 10 giờ đêm cha nhắn tin cho con là gọi cho cha nha. Con đúng vậy không? Luôn. Rồi mới nói trả lời. Vô khi đi bán á cha. Sao nói sáng hôm sau mới nói con ngủ quên rồi. Mà bỏ ngày cả 100 phút cha không trả lời ai đây. Cha không trả lời ai đó mà nó nhắn tin cho cha chứ cha vừa tắm xong rồi cha mở điện thoại cho cha thấy tin con nhắn nên cha nhắn lại ban đầu cha dự nhắn dài nhưng mà cha nhớ ồ mình nhắn gì dài nhắn 3 chữ rồi gọi cho cha có 3 chữ rồi gọi nhưng mà là bữa đó là 12 giờ mấy 1 giờ sáng á con đọc tin nhắn cha là con đọc là con ngủ không được luôn là con thức tới sáng luôn sợ sợ cha giận á mà cha có tin vậy con mừng không? Mừng cái gì hốt gì chai gì luôn. 6 giờ mấy là con tiền cái chai nào không liên lạc được. Sao con tiền hoài không liên lạc được. Sau khi đó con mới chuyện với bà chị con ở bên nước ngoài á. Xong bà có kêu con là con nói thôi bây giờ để tắt đi để điện cho cha. Xong con điện cho cha. Thế cha có nhắn tin là gọi cho cha có 3 chữ à? Mà cha không hề nghe thì con gọi cha nó không liên lạc được thì ai cũng vậy á. Cha gặp đi nhắn con cha mở ra để con gọi cho cha. Thì nói theo đạo Phật Phật là mình có duyên. Dạ, dạ. Mình đủ duyên. Dạ. Thì em đi trên đường xuống sợ cha không dẫn luôn. Dạ, con cho nó là cha hỏi vậy. Cha hỏi trên đường đi. Cha hỏi cha mở ra. Mà khi sư thầy phục sinh con là con thương tới mấy? Tới 10. 10 nhỏ lắm.
nhỏ luôn, xương máy mới. Tại vì có xương thay thì có cha. Chúng ta lại có nhiều là con thương. Trời, cái đó không quan trọng, chứ còn con thương còn con số luôn được, con nhỏ lắm. Con thương tỷ con nhỏ nữa. Con phải thương hết luôn. Đó mới gọi là mình thương thật. Từ nay trở đi, con phải ráng nghe lời sư thầy. Rồi sư thầy dạy dỗ con, tập cho con tu hành, để con sống lại những năm tháng mới. Con hãy làm những con người có ích cho xã hội. Và nhất là con phải cao lao lời của Phật. Nhớ con, cha mong con như đó. Nha. Nhưng mà cái chắc chắn là con hết bệnh. Chắc chắn điều đó, không có nói gì thì con không hết bệnh được. Nha. Hãy chắc chắn 100%. Vậy thì cái điều cha chắc chắn con hết bệnh, thì cái điều con phải cố gắng, con trở về con nghe lời sư phụ của con. Con nghe, con là một Phật tử phải, phải hiền ngoan. Con không được là làm những điều mà sai lời Phật dạy. Ví dụ như Phật dạy mình 5 điều, mình quy 5 điều. Một là gì? Giữ giới, 5 giới cấm. Không uống rượu, con có uống rượu không? Không sát sanh. Dạ không luôn. Không tà dâm. Không nói lửa đôi chiều. Không có sao nói vậy. Còn giới nữa là không. Chết rồi, vậy con về con quy y. Nghe cha giảng xong đi hết bệnh ra quy y. Ở trong này là tu tâm dưỡng tâm. Không, ở đây cha không cho quy y. Đi đây, về sư thầy quy y. Về chùa quy y. Còn ở đây là cha chỉ chữa bệnh thôi. Cha không có cho con theo cha. Nha. Cha chỉ chữa bệnh cho con hết xong rồi tự con theo thầy con. Cha và ban nghĩa trạng chỉ là những người qua đường với con thôi. Khi thấy con bệnh thì hợp tác để chữa con. Hết bệnh rồi thì con phải về sư thầy của con phát triển Phật pháp. Thấy không? Phải đi quần pháp được không? Không, không phải đi quần. Phải đi chùa. Tức là con phải đi cao cao lời của Phật là gọi là đi quần pháp. Giờ đây mình từ bi nhưng có trí huệ, chứ không phải mình từ bi không, mà mình còn có trí huệ. Cái trí huệ mình nằm chỗ là không sát sanh hại vật, không nói lưỡi đôi chiều, không uống rượu, không trộm cắp, không tà nhang, không những giới cấm đó là mình phải có trí huệ mình mới hiểu được, thấy không? Vậy cha mong rằng sau những năm tháng con ở đây để con chữa bệnh, khi con hết rồi con trở về xứ con hãy làm những điều đó. Để con tạ ơn, để con cảm ơn Phật đã gia hộ cho con. Sư thầy đồng ý ha. Đáng nhận được cho quy y lại ha. Hôm nay con nghe nó nói là cha có sư thầy dắt. Thầy con cũng đang rồi. Thầy về trong cái mùa hạ này thầy đi học hạ hết. Thầy quen đã đi học hạ hết. Cái ngày nữa mà ăn con nó một giờ thôi. Thầy cũng đã xin lỗi thầy đi. Thầy sẽ chuyển với con đi. Thầy có một điều cha nói với con tiếp là con bị bệnh ung thư này là do đời sống không có nghiêm minh thì nó lủng củng tức là con phải nhớ rằng là Đức Phật đã nhìn thấy trong trời đất này. Khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật nhìn thấy trong trời đất này có một cái luật nhân quả, chứ không phải là cái luật đó được đặt ra, mà Đức Phật nhìn trong trời đất này có một cái luật gọi là luật nhân quả, gieo nhân nào gặt. Mà Đức Phật cản con ở chỗ là Đức Phật không cho con sát sanh hại vật, vì Đức Phật biết rằng là làm điều đó sẽ gặt cái quả đó. Ở trong cái kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Già Đức Phật dạy con là không được dùng cái da thú. Con này con mang dép da bò không ạ? Để nghĩ con ăn nó mà con còn mang dép da bò. Đó nè, trong Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm. Đó nè, rồi Kinh Đại Bác Niết Bàn đã dạy rõ như vậy nè. Mà tại con không hiểu, mà con không hiểu chỗ này thì có lẽ là có hai điều kiện xảy ra. Một là con theo Phật thôi chứ con không chịu quyết tâm học Phật, đúng không? Mà các sư thầy thì ở không biết con là ai mà biểu con về học Phật. Con phải đi tìm thầy để thầy dạy cho con học Phật. Con này con theo Phật chứ con không học Phật. Tức là con theo Phật con thấy từ xa xa chứ còn cứ tuốt ghê con đứng đây hỏi mày đâu vậy nói theo Phật. Còn con học Phật là con hay sống chung con này phải vô chùa rồi con xin thầy dạy cho con. Mà Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Già, Kinh Bát Nhã, Kinh Trường Á Hàm con có biết gì đâu, đúng không? Giờ con học cái Kinh Trường Á Hàm là tự nhiên con sống tốt gọi là Kinh Lăng Già, gọi là Kinh Lăng Nghiêm, đúng không? Nhưng mà những cái kinh đó con không thuộc, thành thử ra giờ đây con phải gặp lại nó. Còn có những người người ta thuộc những kinh đó cho nên những cái quả thì người ta khó nhận. Bởi vì giờ đây người ta không dám ăn nó chứ có đồ viết. Đó là ăn nó người ta còn không ăn mà biểu viết sao ta viết. Tại sao mình không ăn nó? Tại sao mình không ăn nó? Tức là mình sợ mình ăn nó ra. Đó là ở bên Đạo Phật á thì nó có hai phái, một phái Nam Tông và một phái Bắc Tông. Vậy thì hai phái này, đây là phái Nam Tông, đây là phái Nam Tông, đây là phái Bắc Tông, đây là Đức Phật nha, đây là phái Nam Tông, đây là phái Bắc Tông. Cho nên khi mà Đức Phật chuẩn bị tắt thở á thì Đức Thầy A Nan nói là thầy ơi, sau này thầy nhặt niết bàn thì con sẽ làm sao. Thì Đức Phật đã dạy đủ hết. Nhưng mà cuối cùng có hai phái, một bên Nam Tông thì không bắt được. Vậy thì bên phái Bắc Tông là phái ăn chay, không nè, còn phái Nam Tông là phái ăn mặn. Vậy thì cũng thờ một Phật thôi nhưng mà có hai. Vậy thì bây giờ phái nào đúng, phái nào sai? Trong khi Đức Phật dạy mình không được sát sanh thầy vậy, vậy còn có phái ăn mặn là sao? Cái chỗ này nó đang bị lúng túng. Chỗ này là chỗ nó đang bị lấn cấn. Mà thấy nó lấn cấn như vậy thì rõ ràng là nó không biết nó thông. Vậy thì bây giờ mình cũng giải quyết chỗ này. Chỗ này ta tính cãi rồi. Thời là Phật Tây Lịch là 2600 năm. Tính cãi tới giờ chưa rồi cho nên mình rõ ràng cái này nó nói cái kia luôn. Thế vậy bây giờ mình đặt ra một vấn đề quan trọng là không phải là cái nào, nhưng mà không phải mình không ăn nó là mình sợ nó đau hay là mình sợ nó hại đời. Cho nên người ta đặt ra là ăn chay và ăn mặn. Ăn mặn sống không phải là ăn chay hay là ăn mặn. Chị đồng ý không? Ăn chay và ăn mặn. Ăn chay là ăn gì? Là ăn trái cây không? Thế là còn ăn mặn sống. Chứ mình đọc trại ra là ăn chay và ăn. Còn bên đặt cái bài là ăn thanh và ăn trường. Vậy trở về nhà cha nói cho con hiểu tại sao mà con thấy Nam Tông thấy Bắc Tông bên ăn chay bên ăn trai bên ăn mặn. Thế nào thì cái phái ăn mặn đó là dấn cái áo giống như Đức Phật nhưng chứ không. Còn bên cái phái Nam Tông Bắc Tông là ăn trai ăn chay gọi là ăn chay thì có chay kỳ chay ngày chay trường, đó nè, chay kỳ, chay ngày, chay trường. Còn khi ăn chay vậy, mình ăn cho trường thì mình có thể mình ăn được trứng sữa. Còn mình ăn chay kỳ hay chay ngày thì có thể mình giọt trứng sữa luôn. Tại vì mình ít quá không cần mình trứng sữa cho nó thanh tịnh luôn. Còn mình ăn chay trường có thể mình ăn được trứng sữa. Còn bên phái Bắc Tông này thì cứ ăn, còn phái Nam Tông thì cứ ăn không, nhưng mà ăn đúng rồi. Xem ra cha mình, cha không phải là bậc
cháu nhưng mà cha nói có gì sai xin thầy tha thứ nha. Cha nói đúng rồi, quá hay quá đúng. Vậy thì bây giờ chúng ta không bàn tới cái chuyện Nam Tông hay Bắc Tông, mà chúng ta bàn tại sao có cơn bệnh này. Đúng không? Chúng ta bàn tại sao con bị bệnh ung thư. Chứ cái chuyện này nó liên quan đến thứ nhân liên quan. Nhưng là khi mà Đức Phật dạy cho chúng sanh không được sát sanh hại vật, đồng nghĩa là ăn đó. Chứ đâu chuyện ăn trai ăn mạng đấy. Đã Đức Phật dạy mình là không được sát sanh hại vật, đồng nghĩa là đâu được ăn. Đã không được giết nó và ăn nó là sao? Thế thì bây giờ có người suy ra không nghe, không thấy, không ngửi, không si, cứ ăn. Ăn trái ớt mà làm sao nó không thấy trái ớt được. Đúng rồi. Rồi có người nói thôi giờ tôi ăn con vịt này, nhưng mà tôi trước khi ăn tôi cầu siêu độ cho nó có được. Cuối cùng tất cả chưa đến một cái nút gọi là cái nút mà cái đỉnh điểm của nó là đi chưa tới. Kẻ thì nói là tôi ăn trai, tôi ăn mạng, kẻ thì nói là tôi ăn kỳ, tôi ăn nhài, tôi ăn trường. Ăn trường thì có thể là ăn trứng uống sữa, còn ăn kỳ ăn nhài nó dẹp để cho nó thanh tịnh. Đó nè, đủ kiểu suy diễn. Nhưng mà lần dở ra là Phật giải cái gì? Không được sát sanh hại vật. Vậy thì dẹp trái kỳ, trái ngài, trái trường, trái tháng, trái năm, dẹp ớt trứng sữa. Ông giải rõ ràng không được sát sanh. Trong cái kinh Lăng Già, trong kinh Lăng Nghiêm nó con không được dùng gia thú nữa mà. Tại sao con ăn uống sữa của nó? Sữa của con bò là để dành cho ai uống? Hả? Sữa của con bò mẹ là để dành cho ai uống? Bò con uống. Mình uống theo, mình uống nó tiêu rồi bắt đầu mình nói mình được uống sữa hẳn ngay. Rồi giờ mình nói mình ăn trứng không trống. Trứng là máu, trống hay không trống gì đây? Mình ăn cái dòng máu của nó, chứ không chuyện là mạng sống hay không mạng sống gì đây. Vậy cha nói tại sao con ung thư trong này? Do bởi con ăn sai thức ăn. Thức ăn của con người là mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho con, chứ đâu có chuyện mà không nghe, không thấy, không ngửi, không si rồi ăn. Hay là ăn trai ăn mạng gì đây, dẹp hết ba chuyện trai mạng hay là trường kỳ ngày. Thức ăn của con người là mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các con. Mà áp dụng vào lời của Đức Phật, con không được sát sanh hại vật. Vậy con không được sát sanh hại vật đồng nghĩa là con không được ăn nó. Thì con ăn cái gì? Có phải là ăn mọi thứ cỏ mà hay giống không? Thế nè, giờ nay con bỏ cái tư tưởng là ăn chay, ăn mặn, ăn mặn hợp. Vì chúng ta ăn như thế mà chúng ta không đi tới cái mức, cho nên ta trị không được. Thấy không? Do bởi cái tư tưởng mình nó chưa đạt tới cái đỉnh đó cho nên mình chinh phục. Còn cha ở đây, cha nói rất là rõ. Đức Chúa dạy mọi thứ cỏ mà hạt giống và mọi thứ cây có trái mà hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Vậy thì Đức Phật nói ngươi không được sát sanh hại vật thì ông mà phải ăn cái cỏ cho ăn gì đấy. Phải vậy không? Rõ ràng như ban ngày không? Vậy thì bây giờ mình không còn cái chuyện ăn chay, ăn trai hay là ăn mặn, ăn mặn hay là ăn chay, và hết tất cả những cái tưởng này để chúng ta trở về cái thức ăn đó mà chúng ta tránh đi cái bệnh nghiệp. Đúng không ạ? Tránh đi cái bệnh nghiệp. Vậy cái bệnh ung thư của con là do con ăn sai thức ăn mà nó ra thôi chứ không có gì cả. Vậy bây giờ con đã biết con ăn sai thức ăn rồi, thì khi con đến đây con trị cái bệnh này là con phải ăn đúng thức ăn rồi nó hết bệnh. Nó vậy thôi. Thì khi con ăn đúng thức ăn rồi, con hết bệnh rồi, con trở về con phải ăn đúng cái thức ăn đó thì con mới không mắc lại cái bệnh nghiệp này. Người ta gọi là trả nghiệp. Thấy không nào?
đền cái nghiệp đó xong rồi. Bây giờ mình không dám, mình không dám gieo nghiệp nữa. Gieo quá mà phải không nè, gieo nhân lành cũng gieo, mình gieo mấy con chó, heo, mèo, gà, bò, cua, tôm, quất lát. Nhưng mà rõ ràng là bởi vì con hiểu theo cái tư tưởng là ăn trai ăn mặn, tức là ăn chay ăn mặn, cho nên con ăn chay 5 ngày, ăn mặn 25 ngày, làm cho con ăn nhiều hơn. Phải không nè? Phải không? Ví dụ 1 tháng con ăn chay 10 ngày, 24/6 ăn chay, 3/7 ăn mặn, thì 24/6 ăn chay là trống ruột, 3/7 ăn mặn nhiều hơn. Mặn dữ. Mặn dữ. Đó nè. Vì sao con ăn vậy? Là bởi vì con không hiểu đúng cái lời của Phật dạy. Nhớ kỹ lên, Phật dạy là không được sát sanh hại vật. Vậy thì con được ăn không? Con không được giết nó mà con nói con ăn nó là sao? Nhưng mà nó có một chỗ này. Đức Phật dạy con không được sát sanh hại vật, thì Đức Phật phải dạy con ăn cái gì? Đúng không? Ủa, Đức Phật không cho con sát sanh hại vật mà Đức Phật không chỉ cho con ăn cái gì, con không biết ăn. Còn Đức Chúa dạy con không được sát sanh hại vật mà chỉ cho con mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho con. Con thấy rõ ràng không? Vậy Đức Phật và Đức Chúa đều dạy ta không được sát sanh hại vật, nhưng các ngài đều chỉ cho ta thức ăn đó là mọi thứ cỏ mang hạt giống. Tiếp theo, vậy cha nói gì vậy, cha nói tiếp. Vậy những người ăn ăn cây cỏ mang hạt giống thì không mắc những bệnh nghiệp. Để những người tu sao mắc bệnh nghiệp? Ví dụ như các sư thầy tu từ nhỏ tới lớn sao vẫn có người bị ung thư? Chỗ này chỗ quan trọng. Ha. Nghiệp dồn là kiếp trước. Đó là một cách trả lời. Nên tức là đời trước tôi bị nghiệp, đời này tôi gánh. Thấy nè. Thấy chưa? Đó là bậc sư là trả lời vậy đúng không sư ha? Bây giờ cha lại trả lời một cách khác. Có một lần nọ, Đức Phật đang trên đường đi hoằng pháp, thì trên đường đi Đức Phật thấy một đống xương khô. Đức Phật mới quỳ lại đống xương khô, thì các đệ tử nó thưa thầy sao là thầy mới quỳ lại. Thầy trả lời, trong cái đống xương này ta không biết ai là cha ta, ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Thôi thì ta quỳ ta lại đống xương khô này, giống như ta quỳ ta lại cha lại mẹ lại em ta. Thế thì chúng ta giải thích là kiếp trước cái đống xương khô này là có người là cha mẹ. Vậy cha giải thích ngay chỗ này nha, cha giải thích ngay chỗ này rõ ràng để gọi là lại đống xương khô nha. Bây giờ đây là người cha nè, đây là người mẹ nè, đó nè, hai người này đều cưới nhau, hai người này đều ăn động vật, đâu biết gì sinh ra là ăn động vật chịu lắm nha. Thế thì sống với nhau một năm rồi, thì hai vợ chồng nói thôi em ơi, bây giờ mình sống với nhau một năm rồi, bây giờ mình muốn có đứa con. Thế thì bây giờ khi muốn có đứa con thì phải làm một cái bước gọi là giao hợp. Thế nè, vậy thì khi bắt đầu giao hợp thì người đàn ông không giao hợp được, do bởi là dương vật người đàn ông không có tinh trùng, thì dương vật nó không đủ mạnh để mà giao hợp với người phụ nữ. Vậy thì người phụ nữ và người đàn ông, hai vợ chồng nó phát hiện ra anh ơi, chắc anh yếu sức, đúng không? Do bởi anh yếu sức, vậy thì bây giờ làm sao? Bắt đầu mua thịt bò ăn, mua trứng gà ăn, đúng không? Mua hồn vịt lộn ăn, mua gà ác tiền thuốc bắc. Vậy thì khi ăn vào thì người đàn ông có sức khỏe mới, hai vợ chồng mới giao hợp được, có đứa con. Vậy cái sức khỏe đó, cái tinh trùng đó có là nhờ vào động, nhờ mình ăn động vật. Cho nên khi người cha truyền cho người mẹ một cái giống con, thì cái tinh trùng đó là tinh trùng của động. Mà con bò ra cái đống xương khô nó phải nằm đó không? Ăn thịt nó mới có sức khỏe, phải không? Vậy thì lúc này đây sinh ra một đứa con mang cái tính chất động vật, mà khoa học gọi con người là động vật bản năng. Khoa học
định nghĩa con người là động vật bậc cao. Vậy rõ ràng tinh trùng của người cha là nhờ gà ác, nhờ thịt bò, nhờ học dịch lộn, là nhờ con động vật đó nè. Truyền sang cái người mẹ là trứng, người mẹ đang động vật. Truyền ra một đứa con là động động vật, phải vậy không? Mà khoa học gọi là động vật bậc bậc cao. Còn Đức Phật nói là đống xương khô này tôi không biết ai là cha tôi, ai là mẹ tôi. Cha tôi bằng con bò nó ăn, cho nên có dòng máu sản sinh ra tôi thì đó là cha mẹ, chứ không có đời trước kiếp trước gì đây. Hiểu liền phải không? Dở nó cái chỗ nào? Cho nên khi Đức Phật đi hoằng pháp thì Đức Phật mới quỳ lại nóng sư cô, là nóng sư cô đó là chính cha tôi đang thịt bò mới có tinh trùng nảy ra tôi đấy. Vậy mình nói là nhiều đời nhiều kiếp nó là cha mẹ mình, nó là như vậy, giải thích hợp lý hơn nè. Không hợp thôi nhưng mình giải thích thích để mình chữa bệnh. Cha muốn giải thích cho con hiểu để cha chữa bệnh cho con nha. Vậy thì những người tu ăn chay trường từ nhỏ đến lớn, vậy làm sao mắc bệnh ung thư? Thưa, bởi vì cái căn kiếp của anh là cái tinh trùng động vật. Vậy thì cho dù anh có ăn chay hồi mới đẻ ra, nhưng mà cái tinh trùng của anh là động vật thì thế nào cũng sẽ mắc cái bệnh đó. Đến một ngày nào đó, cái tinh trùng đó, cái tế bào của nó bị chết thì nó sẽ phát hiện ra động vật dù anh ăn chay được. Sư thầy đồng ý chỗ này chứ? Dù anh ăn chay được anh vẫn bị ung thư. Bởi vì rõ ràng cái mầm sống, cái chủng tử, phải, cái bên đạo Phật gọi là chủng tử đúng không? Cái chủng tử anh là chủng tử động vật, là tinh trùng của động vật, trứng của động vật. Thì đương nhiên khi sanh ra sanh ra một đứa con là động vật. Vậy thì sanh ra rồi anh ăn chay luôn. Ủa sao tôi ăn chay trường từ nhỏ nó lớn mà tôi ung thư? Đó là cái chủng tử của anh là chủng tử động, động vật. Mà động vật nó có tuổi thọ lâu không? 5-10 năm là nó chết rồi. Mà nó là cái thức ăn không nano, nó vào máu mình nó sẽ trở thành một tế bào chết. Tế bào chết nó sẽ phát, nó hoại thư, nó thành ung thư. Điều cha hiểu nhiều lắm, nhưng điều cha nói lại nó ít chữ. Vì cha không thể nói hết những gì cha hiểu được. Điều cha hiểu giống như là không biết kể sao, giống như bình bông á. Cha hiểu như bình bông mà cha kể cho con có một nhánh bông mà kể không hết cái bình bông đó được. Chứ cha kể ít ít vậy cho con để con hiểu. Vậy cho dù con có ăn chay trường từ nhỏ đến lớn, nhưng mà cái chủng tử con là chủng tử của động vật, mà con động vật nó có tuổi thọ, đến một ngày nào đó cái dòng máu của nó đã hết hạn sử dụng trong máu con, nó sẽ hoại thư. Nó sẽ hoại thư, nó sẽ cơ thể con lục phủ ngũ tạng yếu chỗ nào là nó ung thư chỗ đó. Nha. Cũng chính vì cái mà cha hiểu nó quá rõ như ban ngày, từ đạo Phật đến đạo Chúa qua cao đài qua hoàng hậu, cha hiểu như vậy cha mới chữa được bệnh ung thư. Còn nếu cha không hiểu cha chữa không được. Đó là không? Vậy bây giờ cha chữa cho con bằng cách nào? Bắt đầu khi con đi vào phát đồ là con phải ăn cháo trắng. Cháo trắng đây là cháo nano. Dạ. Nano cha dạy hoài rồi. Thôi giờ cha giải thích cho một cách ngắn gọn cho con hiểu. Nano có nghĩa là con nấu cái hộp cháo thành nước rồi ăn vậy thôi. Giờ con không được phép nấu cháo ăn, mà nấu chừng nào cái hộp gạo đó bỏ vô son nấu nó thành nước con mới được ăn. Nấu ra thành nước con mới được ăn. Còn nấu ra cháo chưa được ăn. Nha. Từ từ cha sẽ có cách viết sách để con đọc hiểu thêm. Còn giờ không có thời giờ, có cha còn một ca bệnh của một vị linh mục nữa nha. Có một cha ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đang dẫn một em xuống đây trị bệnh. Sau khi cha tiếp ca này rồi, cha sẽ tiếp ca đó liền nha. Sau đó mời sư và cha ăn cơm nha. Vậy cha nói với con, bây giờ con đến đây con trị bệnh rồi, cha chỉ nói sơ vậy thôi nha. Rồi con yên tâm mà ở đây trị bệnh hết rồi đi về. Đặc biệt con đến đây con trị bệnh thì con phải làm hai cái hồ sơ. Hồ sơ thứ nhất là giấy cam kết khám chữa bệnh, đơn xin khám chữa bệnh con viết hết vô lúc này và con ký tên vô đây. Đến ngày con hết bệnh thì con không phải trả tiền. Còn nếu con không ký vô cái đơn này thì đến ngày con hết bệnh cha lấy con 10 tỷ đồng cũng đã nói không. Vậy con ký vô đây là khi con hết bệnh là không ai dám đòi tiền con chịu ký vô đây không? Rồi ký liền đi, khỏi cần đọc nội dung. Ký nó đi tiền sau.
họ tên lên đây. Ký ghi rõ họ tên. Con không ký nó là con không ký xong là không ai dám đòi tiền con. Vì cho dù cha cho không nhưng phải có nguyên tắc của cho không. Chứ cho không mà không rõ ràng là mai mốt đòi tiền mất công quýnh lộn. Đó, đây con ký này rồi. Cha chúc mừng con. Chúc mừng con ở chỗ là con hết bệnh không ai đòi tiền con. Nhưng mà cha biết con hết bệnh. Đúng không nè? Vì cha biết con trị hết bệnh cho nên cha mới cho con ký này. Chứ nếu cha biết trị không hết, không lẽ đòi tiền con? Kỳ lắm. Cha biết trị hết bệnh, mà hãy trị hết bệnh rồi ai cũng ham tiền con. Trị cho con hết bệnh rồi cha cũng ham tiền, không cho muốn đòi con. Vì thế cha biết cho trị cho con hết bệnh, cha mới bắt con ký tên để học đòi tiền con đòi không được. Thế con, chúc mừng con chỗ này nha. Một cái chúc mừng thứ hai. Bây giờ khi con vô đây con trị bệnh rồi, con phải nhớ những nguyên tắc như vậy nè con. Ngày xưa hay ngày nay gì cũng vậy. Luật nhân quả nó là một cái máy siêu âm. Thấy nè, nó siêu âm không còn một cái gì trong cuộc đời của con hết. Con gieo nhân nào, con gặt quả đó, con gieo đời này, con gặt đời này, con gieo đời sau, con gặt đời sau. Nhân quả ba đời luôn, không có lộn xộn được con ơi. Vậy cha đâu có biết trong quá trình con sống tới nay là 33 tuổi, cha đâu biết con gieo nhân gì. Lỡ con vô nhà cha con khám bệnh, ngày mai con chết queo rồi đó, rồi con gặt quả rồi nào cho con chết nhà cha, cha gặt luôn quả này. Thấy nghe không con? Cha mang quả. Nó nói là hôm qua tôi xuống nhà ổng, tôi phải re rồi, tôi ngủ đêm tới sáng tôi chết rồi, giờ ông thường viên mạng tôi, lấy đâu được. Ở tù cũng ở không xong nữa. Không lẽ con bắt cho ở tù. Phải nè. Chết rồi lấy đâu bắt mà con bắt cha cũng kỳ. Tại cha chữa bệnh cho con, cha mong hết bệnh để con về con chung sống gia đình, chứ cha đâu có muốn giết con đâu. Cha giết con này cho cần gì kêu tới con ra đường giết cho rồi. Kiếm ai đi ngang đâm nó cho đầm cho rồi cho nó khỏe. Cần gì kêu con thành phố xuống đây giết con. Vậy con phải ký vào cái miếng giấy cam kết chữa bệnh không được đi sai phác đồ. Và nếu con có chết thì con vui vẻ về chung. Vì con tới đây là không còn cái cửa nào nữa. Cái cửa này cứu con nè. Mà nếu con sống tại đây thì cha ký giấy xác nhận cho con vinh quang về. Mà nếu con chết con phải vui vẻ đi chung. Con chịu vậy không? Chứ giờ đó còn cửa nào cũng cứu con nữa đâu. Con có cửa một không? Sư thầy đồng ý chỗ này không? Con đồng ý không? Chứ giờ con đòi đi đâu nữa? Nói cho nghe con đòi đi chỗ nào? Việt Kiều Mỹ về chữa 23K đây nè. Cũng ung thư Việt Kiều Mỹ, con lên mạng con biết rồi không? Đâu con biết Việt Kiều Mỹ về đây rồi. Ở bên Mỹ trị không được, về đây trị mà con nghĩ bây giờ đây chết chôn ngay luôn cho vui đó. Còn nếu sống ở đây là vinh quang đó. Vậy con cũng phải như vậy. Cha trị cho con, nếu con chết con phải vui. Vì cha nhận con thì cha coi con như là một đứa con, cha phải gánh con. Có một lần nọ là không biết anh chàng này tên gì, bắt đầu mới trình hỏi Đức Phật, bây giờ con thương cha mẹ con bằng cách nào? Thì nói bây giờ con thương cha mẹ con bằng cách là con bỏ cha mẹ con cho hai cái thúng con gánh đi. Cho nên là bên đạo Phật có câu là đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, công ơn trời lòng lộng phụ tính cha. Nhớ nha, đó nè, ta nhớ bài thơ đó chắc hơn chục năm rồi à, bây giờ tự nhiên nhắc lại ta nhớ rồi, chứ còn không biết sao nhớ nữa. Thế thì Đức Phật nói bây giờ con có bỏ cha mẹ trong cái thúng mà con gánh đi hàng ngày hết chưa? Trả không hết. Con có hiếu vậy đó mà trả cho nó. Bởi vì công cha nghĩa mẹ lớn mà. Vậy thì cha nói lại cho con. Ngày hôm nay cha nhận con đến đây chữa bệnh là cha đang bỏ con trong cái thúng cha gánh con đi đó. Cha không được đi khập khiễng, đi gặp gền. Cha đau cha cũng gánh con, cha bệnh cha cũng gánh con, cha nghèo cha cũng gánh con, cha khổ cha cũng gánh con, mà cha gần chết cha cũng phải gánh con. Miễn làm sao con sống thôi. Bởi vì cha đã nhận cái mạng con rồi thì cha phải cứu con cho bằng mọi giá, giống như một người mẹ cứu một đứa con. Dù bây giờ cha đang gánh con đến ngày con khỏe lắm nè,
bắt đầu con ngồi đây xong rồi cha sẽ gắn luôn trên vai của cha đến ngày cha ký cho con hết bệnh. Trong khoảng thời gian này không biết bao lâu, cha hãy gắn, dù cha mệt cha cũng gắn, cha trời mưa trên trời cha cũng gắn, cha không được chấp té, không được té, vì nếu cha té là con chết, đúng vậy không? Sư đồng ý không? Thế cha té là con chết, vậy thì dù cha muốn té thì cha chấp té, cha phải gượng đứng dậy để cho con sống được, để con được sống. Thế nè, vậy cha đã cứu con hết mình như vậy, chẳng lẽ cha để con chết sao? Phải không? Khi cha nhận con rồi thì cha đã nói cha gắn cho tới ngày con khỏe. Cha khổ cha cũng gắn, trời mưa cha cũng gắn, trời nắng cha cũng gắn, nhức chân cha cũng gắn, gãy giò cha cũng gắn. Cha không được chấp té thì cha chấp té là con chết, đúng không con? Vì thế con phải cố gắng, con nghe lời ban diện cảnh nha. Nghe lời ban diện cảnh để ban diện cảnh sẽ cứu con nha. Vậy thì con phải ký tên vào đây, lỡ con có chết con phải vui vẻ mà chôn, thấy không? Còn con sống con phải vinh quang. Đặc biệt con cái này thấy con, con không được bỏ về nếu ba nhiệm chẳng không cho phép về. Cha đã nói chết là vui vẻ chết chôn, còn sống là vui vẻ về vinh quang. Không được bỏ về, nếu con bỏ về là cha không cho sư chẳng ai về nữa. Bởi vì cha trị bệnh 196 quốc gia là chứ cha không trị có một chỗ này như có cho con, cho nên con không được phép muốn đi là đi, muốn về là về, muốn ở là ở. Vì con không còn cửa để đi nữa, con còn có cái cửa này thôi, mà con vô đây con vui, con ở, con buồn, con về, cha không chấp nhận. Con về mà con không có lý do, con không xin phép hay không cho về, mai mốt sư thầy điện cho cha, con xin cha cho con dẫn người đi nữa, cho bác thì con đừng có để những người sau con mất cái phước này nha con. Con đi trị bệnh mà con phải ráng để lại cái phước này cho những người đứa em con, sư thầy dẫn đi về nữa nha. Cha nhắc kỹ lắm. Ngược lại, con biết đó, là không phải là cha khó. Ngày hôm nay sư thầy dẫn con xuống đây để chữa bệnh không phải là cha khó. Mà bây giờ ở Việt Nam này có hàng trăm cái bệnh viện, mà không có bệnh viện nào mà ế đó. Bệnh viện nào cũng đầy ắp người, mà nó không chữa được ung thư nan y. Mà ở đây ta chữa được nan y mà con nghĩ cho mở cửa rồi nó vô đây ta chữa nổi không? Chỗ nằm luôn. Không có chỗ đứng được, nó chỗ nằm thì có. Chỗ nằm nóng nha, rồi muốn mở chỗ. Không, phải vậy không sư? Vậy thì cha chữa ai là hết người đó. Hết xong rồi. Mà cha chữa xong là phải có người dắt về. Chứ bây giờ cha mở cửa nó là chỗ này không chỗ được. Rồi nó nấu thuốc bữa không được chạy, bữa không được chạy làm rồi cha chết thay máu luôn. Đó nè. Do vậy cha nhắc con rằng là con không được bỏ chạy nếu chưa ban diện cảnh chưa cho phép. Con bỏ chạy rồi là từ nay nữa đi sư không được dẫn ai nữa. Vậy là con đang làm tổn phước cho con và những người em của con sau này sư dẫn đi chữa bệnh nha. Con phải hiểu ngày hôm nay cha nói gì, ngày mai con lên mạng con coi để con nhớ lại nha. Cha cố tình cha dạy con để con hiểu được mà con ráng trị bệnh hết bệnh nha. Điểm thứ ba, cha đưa ra những nguyên tắc này để cha chữa bệnh một cách có hiệu lực. Chứ còn cha chữa một cách tự do, cha chữa không hết ai đâu. Vì đạo Phật thì có sư trụ trì dẫn về như vậy. Đạo ngoại đạo thì có chữ thập đỏ dẫn về. Còn đạo Thiên Chúa thì trong 2 tháng này thì có cha sở dẫn về. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 là Thích Giám Mục dẫn về. Đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 là Đức Hồng Y dẫn về. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2019 Đức Giáo Hoàng dẫn về. Nó có trật tự. Chứ cha không có phải là ai về đây cho chữa tôi chữa không được. Nên cha nói những nguyên tắc vậy, hãy thông cảm cho con. Ép cha quá tôi chữa không nổi nha con. Vậy con đã hiểu được cái luật pháp ở đây rồi, cái nguyên tắc học, cái quy chế khám bệnh rồi. Chết vui vẻ về cho, sống vui vẻ về nha. Và cha nói hồi nãy, cha gánh con như một đứa con. Mưa cha cũng gánh, nặng cha cũng gánh, bệnh cha cũng gánh, cha đâu để con chết. Mà lỡ con có chết, con chết trên vai cha cũng phải vui. Đúng không nè? Cha chữa cho con mà con chết, cha buồn hơn chồng con. Cha chữa cho con mà con chết, cha buồn hơn chồng con, cha buồn hơn cha mẹ con, cha buồn hơn sư thầy. Tại sao vậy?
Tại vì tất cả những người đó không chữa được con. Mà nếu con chết ta không buồn, ta nói tại vì tôi không khả năng chữa. Thôi thì tôi cầu siêu độ cho nó thôi, cầu siêu cho nó thôi. Còn cha có khả năng chữa mà cha chữa chết con cho buồn hơn tất cả mọi người. Con công nhận vô này không? Vậy chẳng lẽ cha để con chết sao? Nhưng mà cha ngừa cái chỗ là nhiều khi con trúng gió con chết cũng thưa cha. Đúng nè. Thôi thì cả ba chúng cả năm bốn người này cộng con cộng sư thầy cộng một người nuôi thật chí nha, chúng ta cùng lên xuồng để chữa bệnh nha. Rồi bây giờ con ký tên vô trước. Sư thầy đi xuống thì vui. Tại vì sư thầy đi xuống để làm lễ mà. Vui lắm. Làm xuống là rước con mình về vui. Con mời sư thầy ký vô đây. Làm chứng. Làm chứng một. Vui lắm con. Thì cha Phong ở ngoài quế chuẩn bị vô rước con về. Đưa vô đây là trị hết bệnh. Vô rước con về nó mới quay. Đó. Mà không biết là sư thầy có chịu đi không thì cái đó con hãy ở cổng ba đi với là cha không biết được. Không như sư thầy cũng đi mà người nhà từ về được không hả cha? Phải có người đi trước con, phải có người đi trước. Ai là người nuôi? Con biết chữ, không biết sao con là cái thầy phụ trợ. Ký làm chứng đi con, ký nghiêm túc này con. Chứ không phải ký theo kiểu mà khơi khơi nè. Ký làm chứng con. Cái bệnh này mình không biết xưa, mình không biết nó cỡ bệnh lúc này, mình phải cẩn thận, mình phải cân đo đong đếm cho sát sườn, kẻo nó lủng củng. Bây giờ cha mới đầu thì con cũng là cái bước đường, cánh đường cho Thì nhiệm vụ của sư là chỉ dẫn tới đây thôi. Cái nhiệm vụ của sư là một cái bàn tay để chỉ trăng. Sư chỉ được cái mặt trăng rồi thì tự nó thấy mặt trăng thôi, chứ còn giờ sư không có cần quan tâm là nó thấy như thế nào. Coi như sư dẫn nó đến đây là nó thấy cha rồi thì tự động nó hợp tác với cha nó làm như thế nào, sư hết trách nhiệm nha. Nhưng mà sư phải biết cái quá trình điều trị của nó vậy đó, ý là như vậy. Không sao. Mai chiều con có mạng, con mở lên cho nó nghe lại, để nó hiểu. Những cái lời cha nói hôm nay giá trị lắm. Để chữa bệnh chứ không phải là cha nói một cách vui. Đang là coi như là rất là thuận duyên. Sư đây có duyên cho cha mới nhận á. Thì cha nhận đây thì con cố gắng những gì là mình đặt từ nãy giờ con cũng ghi nhớ và cũng cố bằng mọi cha biết không, tại vì ngày bữa ra nó nói là nó đây là nó có cái chị mới kế bên đó là bị ung thư phổi rồi chị đó cũng đi nữa mà nói có giấy qua cha giới thiệu với sợ cha không có nhận thì không có đi chứ tính ra đi ra có ba kia với nó là hai chị em ở chung gì đó mà giờ ba kia bà yếu quá trời rồi. Tất cả mọi người cùng lên xuồng ký tên để cứu con nha. Ha, rõ ràng con thấy rồi đó, có sư thầy, có người làm chứng, có con, có các bác sĩ, kể cả có cha khí luôn nha con. Kể cả có cha khí trong này để cha cứu con nha. Dạ. Thì tất cả mọi người cùng lên xuồng khí rồi. Dạ, dạ, thì bây giờ mình không còn gì để thay đổi nha. Dạ, giờ tất cả gì sẽ xong được không? Đức Linh nói rằng là bây giờ thì con cũng cảm ơn cha, mới cảm ơn ban chương trình giúp đỡ cho con để cho con hết bệnh. Quan trọng là con sẽ cố gắng con, nói chung là con không có làm được thì về đây là con sẽ. Nếu mà về đây là con sẽ về lại được quê hương của con là hết bệnh. Nếu có chết cũng vui vẻ. Dạ. Tại vì những người đây đang gánh con không? Con đừng sợ. Dạ. Con sư thầy có gì dạy dỗ của con gì? Dạ, gì đâu mà không dám. Con cũng đã cảm ơn thầy cha đã đây như là. Dạ. Rồi, vậy chúng con sẽ kết thúc cái cuộc làm giấy ở đây.
rồi mai chiều chúng con sẽ phổ biến để mọi người để con nghe, con nghe lời những gì cha dạy con để con chữa bệnh cho nó mau hết đi con. Xin chư Phật thánh thành linh thiêng, Phật Pháp Tăng đều ủng hộ cho ta để mà lấy đức để báo ơn cho các chúng sanh ai bị khổ nhẹ thì gia cứu cho độ hết. Thì con cũng nhờ trên đảm bảo cộng đồng các vị khán giả ủng hộ cha nhiều sức khỏe để trợ lực cho cha nhiều chút lực để cha cứu độ nhiều. Nghe qua cái lời cầu chúc này cha mới nhớ nè. Chúa Giêsu dạy hãy tự cứu lấy mình, còn Đức Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Vậy thì khi các em này bệnh về đến đây thì cha chỉ là người dạy cho em thắp đuốc đi, thì tự cái bệnh nó sẽ tan biến thôi. Chứ còn không phải cha cứu độ hay là cha không dám nhận cái phần đó. Hôm nay là cha cũng biết cái đường, cha đã soi được cái nguồn sáng của cha đã thấy rồi. Cha cảm ơn cái lời chúc đó, nhưng mà cha chỉ là người chỉ cho em này đứng lên để thắp đuốc đi, tự em này cứu em này, thế rồi em này sẽ hết bệnh và khi đó em mới vui, khi đó em mới vui và khi đó em sẽ chỉ cho người khác thắp đuốc đi nữa nha. Mong sao cha chỉ ai cũng được hiểu. Dạ, xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn sư thầy, xin mời đứng lên hết. Nhân dân chúng ta sẽ được chúng con cảm ơn sư thầy, cảm ơn tất cả phái đoàn. Rồi bây giờ con đi theo ban diện chẳng nha. Xin mời sư thầy luôn rồi biết khám bệnh rồi thả ra nhớ. Cho tôi ly rượu thắm chan vào, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam. Nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
vạn lý xa xôi có người dẫn đưa rồi. Đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời. Chúa chẳng